Phó Cục trưởng Nghệ thuật biểu diễn không nên dùng từ phong sát, cấm sóng với nghệ sĩ Việt. Phó Cục trưởng Nghệ thuật biểu diễn Trần Hữu Dương nói không nên dùng từ phong sát với nghệ sĩ vi phạm pháp luật bởi không phù hợp với văn hóa Việt. Trong tọa đàm về thực trạng văn hóa ứng xử trên không gian mạng, do một đơn vị truyền thông tổ chức chiều ngày 19 tháng 4 ở Hà Nội, ông Trần Hữu Dương phát biểu: "Quan điểm của tôi là không dùng từ phong sát, cấm sóng với những người làm nghệ thuật bởi việc này không phù hợp với văn hóa, điều kiện đất nước. Chúng tôi có nghiên cứu, tham khảo cách làm việc của nước ngoài nhưng áp dụng tùy thuộc vào điều kiện thực tế. Với những trường hợp vi phạm, chúng ta sử dụng luật an ninh mạng, luật công nghệ thông tin, nghị định về nghệ thuật biểu diễn để đưa ra hình phạt." Ông Dương nói thêm, Cục Nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với Bộ Thông tin, Truyền thông, Bộ Công an xây dựng quy chế, quy trình xử lý, hạn chế hoạt động và sức ảnh hưởng của những trường hợp không tuân thủ quy tắc ứng xử. Theo lộ trình, dự thảo sẽ hoàn thiện trước tháng 10. Ông Dương cũng nhắc lại bộ quy tắc ứng xử dành cho nghệ sĩ với một mục yêu cầu riêng về cách hành xử trên không gian mạng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các nghệ sĩ cung cấp thông tin chính xác, tin cậy, có kiểm chứng, bình luận đúng mực, có văn hóa về những vấn đề dư luận quan tâm, không gây mâu thuẫn, phân biệt vùng miền, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo hoặc sử dụng hình ảnh phản cảm. Tham dự tòa đàm, người mẫu Hạ Vi nói, tôi nghĩ việc phong sát có thể bất khả thi, nhưng các cơ quan lãnh đạo cần có biện pháp mạnh hơn với nghệ sĩ có lối hành xử, lời ăn tiếng nói không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Ngoài xử phạt, có thể cân nhắc hủy trang cá nhân của họ trên các nền tảng mạng xã hội. Diễn viên trẻ Hàn Trang chung ý kiến, tôi nghĩ việc phong sát giống như ở Trung Quốc quá nặng nề, có thể xem xét cấm diễn trong thời hạn 2-3 năm tùy mức độ vi phạm. Ngày 31 tháng 3, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng ký kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử giai đoạn 2021-2025, gồm một nhiệm vụ liên quan quản lý người nổi tiếng trên mạng. Theo văn bản, Cục Phát thanh Truyền hình sẽ phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn soạn thảo quy trình xử lý, hạn chế phát sóng, biểu diễn quảng cáo đối với nghệ sĩ KOL có hành vi vi phạm trái với thuần phong mỹ tục. Dù văn bản không dùng từ phong sát, cấm sóng, nhiều người cho biết ủng hộ cơ quan quản lý dùng biện pháp mạnh. Vấn đề cấm sóng được quan tâm giữa bối cảnh vài năm gần đây, làng giải trí trong nước liên tục xảy ra các scandal ở nhiều lĩnh vực như nghệ sĩ tham gia quảng cáo sản phẩm kém chất lượng, nghệ sĩ dùng mạng xã hội đăng thông tin sai sự thật, tình trạng nhặt rác, nhảm tràn lan, các vấn đề lùm xùm liên quan đến hoạt động thiện nguyện.